Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ cập nhật bạn một cái tin rất là vui về dự án Big Mama, một cái nền tảng là mạng xã hội và hệ sinh thái thì về đọc và kiếm tiền. Mình sẽ đọc những cái bài viết trên nền tảng về là crypto và mình sẽ đào cái đồng Bama là đồng quay của dự án. Và dự án thì có hai cái thông báo gửi đến cho cộng đồng. Thứ nhất thì về gửi cái đơn mà phát hành app cho điện thoại Android ở trên Google Play. Và thứ hai nữa thì họ viết một cái bài tweet và thông báo là họ sẽ mainnet và niêm yết cái đồng Bama ở trên hai nền tảng là sàn DEX và sàn CAIX. Và thứ hai nữa thì họ cũng đang lên kế hoạch để mà bán trước mã thông báo. Vì dự án này thì trước đây bắt đầu mà cho mình mining đồng Bama thì trong cái token mix white paper thì họ cũng đã lập trình sẵn về cái kế hoạch là phân bổ cho thợ đào là một, và thứ hai nữa thì sẽ bán IDO và sẽ có những cái thời gian mà họ sẽ vesting cho cái việc mình đào và cái việc mà họ bán mã IDO. Và phần cuối video đấy thì mình sẽ quay thưởng cho bạn trong cái sự kiện mà tri ân các bạn ở là video trước. Mình có nói là trong cái video này thì các bạn comment và video sau mình sẽ quay cái comment của bạn và tìm ra là 20 bạn chiến thắng. Và 20 bạn mà chiến thắng thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua số Zalo, mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Và nếu như các bạn mà không may mắn mà nằm trong top 20 người mà chiến thắng ấy thì các bạn cũng đừng buồn, vì có rất nhiều cái dịp khác mình sẽ làm thêm cái event để mà gửi đến kỷ niệm cho các bạn. Còn nếu bạn nào mình may mắn mình trúng thưởng ấy thì để mà đỡ mất thời gian của các bạn thì các bạn sẽ chụp cho mình cái hình ảnh kênh YouTube của bạn. Các bạn vào phần cài đặt có cái phần bao gồm cả mail đấy, thì đấy là cái mail mà đăng ký và cái tên kênh YouTube của các bạn gửi cho mình qua Zalo và gửi kèm cả mã ví nhé. Thì phần thưởng sẽ là 20 TRX, các bạn có thể gửi cho mình mã ví TRX, hoặc nếu các bạn không muốn lấy đồng TRX này thì các bạn có thể đổi sang phần quà khác là đồng đồng NIA nhé. Thì các bạn có thể là gửi cho mình mã ví NIA thì mình sẽ tặng cho bạn đồng NIA. Và để lấy cái mã ví NIA thì các bạn có thể xem lại video này đấy, mình đã hướng dẫn rất là chi tiết về cái cách mình sử dụng lấy cái mã ví của đồng NIA. Còn bây giờ mình sẽ cập nhật cho bạn về cái tin của dự án Big Mama. Mình nói qua một chút ấy, là dự án này thì họ đang phát hành ở trên app cho là Android ở trên Google Play ấy, nhưng mà đang chờ là Google Play họ xem xét. Còn đối với cái app APK này mình cũng download ngay cái trang mình đào. Nếu bạn nào muốn là download app APK thì ở cái trang mình đào ấy, nó có nhé. Ở trên cái APK này thì khi mình bấm vào cái mục mình đào này, nó sẽ có cái phần là KYC. Nhưng mà trên dự án này cái KYC họ sẽ ghi là KYZ. Thì khi mình thoát cái app APK ấy, mình thoát ra mình vào lại, nó sẽ hiện cho mình cái mục như này, là cái mục mà thông báo về mình sẽ là KYC đấy. Thì nếu mình tích đây thì mình sẽ đồng ý như này, là mình tiến hành mình sẽ KYC cái selfie là một, và thứ hai nữa thì sẽ KYC cái tài liệu như là căn cước công dân. Hiện nay mình cũng chưa KYC đâu, lúc nào mà cần thiết phải là KYC thì mình sẽ ra video mình hướng dẫn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho bạn về cái tin mà dự án thông báo về họ sẽ niêm yết cái đồng token ở trên nền tảng DEX và sàn CAIX. Và đây là cái bài mà dự án thông báo, thì nội dung dự án có viết là kính gửi cộng đồng Big Mama, việc ra mắt mã thông báo trên chuỗi do nhóm kỹ thuật của chúng tôi chủ trì đang ở giai đoạn cuối. Để đáp ứng nhu cầu cao, chúng tôi đã bắt đầu đợt bán riêng dành cho một số khách hàng được chọn. Thông tin chi tiết có thể xem ở trang website chính thức của dự án. Cái này thì họ sẽ bán riêng cho chỉ cho là một số những cái khách hàng mà họ đã được chọn. Đồng thời chúng tôi đang hoàn tất việc niêm yết trên cả hai sàn giao dịch tập trung là sàn CAIX và phi tập trung là sàn DEX. Hãy theo dõi thông tin chi tiết toàn diện về token mix được phát hành, những diễn biến thú vị trong quý 1 năm 2024. Xin chúc mừng. Thì đây là cái thông tin mà dự án có viết là về cái quý 1 thì họ sẽ ra mắt cái thứ nhất là sẽ ra mắt cái việc là mainnet để mà bán trước mã thông báo cho một số những cái khách hàng được là lựa chọn là một, và thứ hai thì họ sẽ lên một cái kế hoạch để mà niêm yết trên cả hai nền tảng là sàn DEX và là sàn CAIX. Bên dưới thì 23 giờ trước dự án thông báo cho cộng đồng biết thì họ đang gửi cái đơn để mà phát hành cái app cho bên điện thoại là Android và chờ xem xét là 14 ngày, và khi mà có phiên bản app ấy, thì các bạn vào
cửa hàng là Shopify, mình sẽ cài cái app của là Big Mama. Và cái trang Twitter dự án thì ở ngay trên cái app mà các bạn đào, các bạn bấm mục là ba gạch này, các bạn bấm một cái mục là biểu tượng cái Twitter đây, thì đây chính là cái trang chính dự án nhé. Thì như vậy thì mình cập nhật cho bạn biết về cái tin mà dự án thông báo thì họ sẽ lên kế hoạch để mà phát hành app là một. Và thứ hai nữa thì trong quý 1 này thì họ sẽ có cái chiến dịch để mà minet và sẽ niêm yết cái đồng coin này ở trên nền tảng sàn DEX và là sàn CAX. Còn bây giờ quay về với cái phần cuối thì mình sẽ quay thưởng cho bạn trong cái video trước. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy cái comment của các bạn, mình sẽ quay Evan. Mình sẽ quay bạn đầu tiên này. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Thái nhé, 230309. Mình quay bạn thứ hai nhé. Bạn thứ hai có user là SK6 nhé. 2. Bạn thứ ba nhé. Bạn thứ ba là Pinu Phú Yên. Mình quay bạn thứ 4. Bạn thứ 4 có user là EE2CC9. 4. Mình quay bạn số 5. Bạn số 5 là Trường Tuấn Hiên nhé. Mình quay bạn số 6 nhé. Bạn số 6 là Hải Vui nhé, 6. Mình quay bạn số 7. Bạn số 7 là Thủ Thuật Máy Tính nhé, 7. Mình quay bạn số 8. Bạn số 8 là Hoạt Hình nhé, Hoạt Thịnh nhé, 8. Mình quay bạn số 9 nhé. Bạn số 9 có user là HVH7348 9. Mình quay bạn số 10. Bạn số 10 là Bố Đẹp Trai nhé, 10. Bạn số 11 Nghi Thường nhé, Nghi Thường 369 11. Mình quay bạn 12. 12 là Nhịp Sống Nông Thôn nhé, 1983 nhé, 12. Mình quay bạn 13 nhé, 13 là Trường Sa nhé, 13. Mình quay bạn 14 nhé. Bạn 14 là Sang Nguyễn nhé, Sang Nguyễn 14. Mình quay bạn 15. 15 là Thanh Lê nhé, 15. Mình quay bạn 16 nhé. 16 là Thảo Trần nhé, 16. 16. Mình quay bạn 17 nhé. 17 là New Crypto nhé, 3979. 17. Mình quay bạn 18 nhé. Bạn 18 là bạn Lumi nhé, 18. Mình quay bạn 19 nhé. 19 là Long Quang 5860. 19. 19. Mình quay bạn
Cuối cùng là bạn 20, 20 là Nguyễn Trang nhé. À, một bạn nữ, chúc mừng bạn nhé. 20. Có bạn nữ là may mắn đấy, nên là mình thêm một bạn nữa nhé. Có nghĩa là mà 20 bạn mình quay xong rồi, nhưng mà bạn cuối cùng là bạn nữ, là nó cũng thể hiện cái có nam có nữ là may mắn đấy. Mình là một bạn nữa, là mình quay thêm một bạn nữa nhé. Đó là bạn 21 nhé. Đây là bạn 21 nhé. 21 này, 21, bạn 21 là cái bạn mình quay thêm, là gần như là kiểu là mình quay khuyến khích, là cái động lực đấy. Thì 21 bạn mà trúng thưởng trong event này thì các bạn liên hệ mình qua Zalo, và các bạn chụp hình kênh YouTube của bạn và gửi vào Zalo cho mình kèm mã ví. Nếu mà nhận TRX thì các bạn gửi cho mình mã ví TRX, và nếu nhận đồng NIA thì các bạn gửi cho mình mã ví đồng NIA nhé. Và cuối cùng thì mình xin được là kính chúc tất cả các bạn có một cái kỳ mình nghỉ Tết và ăn Tết vui vẻ bên gia đình cùng người thân. Và mình xin được là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.